dạ. Dạ. Anh nghe nói là cánh chị em phụ nữ mình á, dạ, mà vâng, mỗi lần mà quyết định gọi là chọn người yêu hay là chọn chồng á, dạ, là luôn luôn có một cái tiêu chuẩn cụ thể hẳn hoi đúng không? Đúng vậy. Cái tiêu chuẩn của em là cái gì vậy? Tiêu chuẩn của em là tiêu chuẩn 4 tế. 4 tế hả? Dạ. À, có nghĩa là em gặp một cái người đàn ông nào đó mà họ làm cho em phải lại họ 4 lần là em chọn đúng không? Ủa gì vậy anh? Thì tế đó. Trời ơi anh, thiệt em nghĩ là anh phải cập nhật đi, anh phải update bản thân mình đi. Ủa là sao? Bây giờ là theo trend các bạn trẻ đó là hay nói 4 tế, 4 tế. 4 tế là gì? Là kinh tế. Kinh tế, à. Tinh tế. Tinh tế, à. Tử tế. Tử tế. Và thực tế. Thực tế, à, đó. À, hiểu. Ồ, vậy là anh có 4 cái đó luôn á. Anh đủ luôn hả? Anh có kinh tế mà. Kinh tế anh có nè. Nè, anh đang làm cái show Tâm Đầu Ý Hợp nè. Một tập của anh là anh nuôi được gia đình nguyên một năm á. Cái gì? Một tập mà anh nuôi gia đình một năm luôn? Ờ. Trời ơi, chẳng bù với em. Một tập em nuôi gia đình tới 2 năm lận. Vậy hả? Vậy là anh xài hoang hả? Anh xài hoang phí quá. Ồ, cần phải tiết kiệm hơn. Ủa, anh cũng tinh tế nữa. Ủa, anh thấy em như này như ốm bớt đúng không? Tinh tế không? Tinh tế không? Wow, anh quả là con người tinh tế. Thật ra thì em mới vừa lên 5kg đó Thịnh. Ôi dạ, anh biết mà, anh giả bộ. Tại vì anh sợ là làm em tổn thương, cho nên anh mới nói vậy á. Thấy không? Thấy anh tử tế không? Cái đó là tử tế nha. Tử tế á, anh có đủ 4 cái luôn đó. Không, anh dư rồi. Em thấy anh là 4 cái chưa đủ với anh. Vậy hả? Anh là phải 5 cái. 5 tế. Ủa cái tế kia là gì á? Cái tế kia là hiến tế. Hiến tế với anh Thịnh. Nhìn anh thôi là em muốn đem anh đi hiến tế rồi. Chưa gì thấy ghét anh nữa con. Chứ gì nữa. Mà hôm nay là ai vậy? Anh nôn nóng lắm, muốn biết liền phải quá không? Quá nôn nóng luôn. Dạ vâng. Em xin được mời cặp đôi đầu tiên. Đó chính là cặp đôi Brian Huỳnh Anh và Đỗ Thủy Khanh. Và xin hân hoan chào đón cặp đôi thứ hai, Quang Thái và Jenny Dương. Xin được chào mừng hai cặp đôi ngày hôm nay đã đến với chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Rồi bây giờ các cặp đôi sẽ giới thiệu về bản thân mình ha. Rồi mời Ryan. Xin chào anh Đức Thịnh, chị Dạ và hai người bạn cùng tất cả mọi người đang có trong trường quay. Em là Huỳnh Anh, còn vợ em là nhạc sĩ Đỗ Thị Khanh. Em thì là giáo viên thanh nhạc, cũng đang kinh doanh về mảng thời trang, diễn viên và người mẫu. Yeah. Em xin tự giới thiệu, em là Đỗ Thị Khanh. Công việc hiện tại của em là nhạc sĩ. Và rất vui khi hôm nay có mặt ở đây cùng chồng em để đem đến những câu chuyện của mình cho mọi người. Mời hai bạn. Dạ, em xin chào Đức Thịnh, chào chị Lâm với Dạ. Và xin chào hai bạn cùng chơi, chào khán giả đang xem chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Em giới thiệu em là Quang Thái và biệt danh ở nhà hay gọi là Salad. Hiện tại thì công việc của em đang là kinh doanh. Yeah. Em là Jenny Dương. Nghề nghiệp hiện tại của em là kinh doanh. Cho tôi hỏi hai bạn là lúc mà các bạn đến với nhau á, các bạn đã có những cái tiêu chí về cái người yêu của mình hay chưa? Trước đây thì em cũng có những cái tiêu chuẩn của riêng mình, như kiểu là những người phụ nữ kiểu không cùng làm nghệ thuật với em chẳng hạn. Thì tự nhiên thì sau này duyên số như thế nào tự nhiên vồ vào cái bà này. Thế em sẽ thay đổi suy nghĩ và thay đổi cái tiêu chí của em luôn. Người làm nghệ thuật thì sẽ hiểu mình hơn, mình có thể chia sẻ nhiều hơn với nhau trong cái công việc và cả đời sống của mình luôn. Vậy còn Khanh? Cái tiêu chuẩn đầu tiên của em là về mặt đạo đức. Đúng như mong muốn thì em lại gặp người bạn đời đúng như ý của mình à. Rồi, đúng như ý luôn ha. Dạ. Sướng. Còn Jenny Dương? Theo em thì đẹp trai. Đẹp trai. Đầu tiên là đẹp trai. Giống em ha, thực tế á. Phải lớn tuổi hơn em xíu. Nói chung là người lớn hơn xíu. Gặp này thì nhỏ hơn em. Thì đó, kiểu như cầu được mà ước không có thấy. Nói chung là cũng khác với những cái tiêu chuẩn mà em đưa ra khá là nhiều. Sau một thời gian tìm hiểu thì bắt đầu là giống như là mình có cái sự hòa hợp và không hòa hợp, nhưng mà mình dung hòa được hai cái đó với nhau, nên là hai đứa sống với nhau đến tận bây giờ và cũng đã có những cái kết quả và thành quả riêng của hai đứa. Rồi, bây giờ chúng ta làm quen sơ sơ là chúng ta sẽ đi vào chương trình ha. Tâm Đầu Ý Hợp có 3 vòng thi, mỗi vòng thi có 3 câu hỏi để các cặp đôi so độ tâm đầu. Sau 3 vòng thi, cặp đôi nào có số điểm cao hơn sẽ giành chiến thắng.
Và ở vòng 1 này sẽ là sân chơi dành cho hai người chồng. Hai cô vợ sẽ phải vào trong phòng chờ và hai người chồng ở đây sẽ trả lời 3 câu hỏi từ chương trình. Sau đó thì hai cô vợ quay trở lại so sánh đáp án với chồng mình, đáp án trùng khớp mang về 5 điểm. Bây giờ thì xin mời hai cô vợ vào trong. Mời Lâm Ý Dạ, chúng ta có câu hỏi số 1. Vâng, câu hỏi số 1. Một bài hát đang rất là hot thời điểm vừa rồi, đó là bài Đại Minh Tinh. Khi nào bạn thấy vợ giống Đại Minh Tinh? Theo em thì là cái dịp mà em gặp lần đầu tiên sẽ là cái nhìn quan trọng nhất. Tại vì cái lần đầu tiên mà hai đứa em gặp nhau, nó không phải là gặp sự riêng tư mà gặp trong một cái lễ tất niên của công ty vợ em. Thì là lúc đấy trông vợ em rất là lộng lẫy. Tại vì dù gì cũng là giám đốc kinh doanh mà, nên là ăn mặc rồi từ mọi thứ, rồi có cả một ekip đi theo sau là chỉnh chu mọi thứ. Nên là lúc đầu gặp em nghĩ là sao mà có một người không phải là người đứng đầu mà tại sao nhiều khi còn đẹp hơn cả người CEO công ty nữa. Đó. Vậy em chọn đáp án là lần đầu gặp tại tiệc tất niên công ty. Rồi, còn Quỳnh Anh? Theo em nghĩ thì bọn em quen nhau khoảng tầm trong khoảng tầm 2 đến 3 năm. Bạn này là chuyên viết nhạc phim. Đó, sau khi mình nhìn cái phim nữ chủ mà bạn ấy đi mà event ấy thì mình cảm thấy wow, trời ơi, là khác lạ so với những cái lúc mà mình gặp. Em rất là ấn tượng với cái khoảnh khắc đấy của vợ em. Rồi, vậy em chốt cụ thể đáp án của em là gì? Là cái lúc mà vợ em đi event phim. Rồi, câu số 2. Câu số 2, hành động nào nếu bạn không ngại thì người ngại chắc chắn là cô ấy. Bạn rất là tự nhiên nhưng mà vợ rất là khó chịu cái chuyện đó. Cái hành động nào? Thì em nghĩ là cái việc mà em với lại vợ em đi ra ngoài đi chơi ấy, em hay có cái tính là trêu á. Thì mọi người đến khi mà đi ra quá đây các thứ là mọi người cứ nhìn cái này này. Em thì bình thường, xong rồi vợ em thì đứng đó nhé. Trêu quá trớn đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi vậy em chọn đáp án là làm trò khủng điên khi đi ra ngoài. Vợ em hay đánh giá nhất là về cái thời gian chuẩn bị của cá nhân em là 1, với 2 là cái tác phong, với 3 là một cái giống như cái mối thù, giống như cái đôi dép. Đôi dép ấy nó cũng không phải là rẻ đâu, nó cũng giá cũng khá là ok đó. Nhưng mà em thấy đôi dép ấy em đi rất là êm chân, em đi rất là vừa, thoải mái, chung là rất thoải mái trong cái việc mà mình đi lại trong siêu thị, đi mua sắm, thậm chí là cả chạy xe cũng rất là thoải mái. Nhưng vợ em rất là ghét đôi dép đó, không biết tại sao, mà dọa vứt mấy lần rồi nhưng mà em cũng hay cất đi. Tại vì về tới nhà em cất đôi dép ấy luôn, tại vì sợ vứt đi. Với đôi dép vợ em hay nói là đôi dép giống như đôi dép mấy ông bán thịt heo chứ. Thì em sẽ chọn là đôi dép. À, đôi dép. Bên kia là trêu chọc. Dạ. Bên đây là đôi dép. Dạ. Bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng của vòng 1 ha. Có câu giàu vì bạn, sang vì vợ. Vợ đã làm gì khiến bạn nở mày nở mặt? Em nghĩ là cái việc mà Khanh quán xuyến và hiểu chuyện. Khanh rất là hiểu chuyện khi mà đi ra ngoài. Đó, dù ở ngoài mà có việc gì mà em có làm sai đi, chưa đúng ý một xíu á, lúc đấy là ok, bình thường có thể mình cho qua, nhưng mà khi ở nhà anh sẽ góp ý tinh tế. Cái đó là hiểu chuyện của tinh tế. Dạ. Để em chốt đáp án là hiểu chuyện. Rồi, cái điểm nào mà mình tự hào về vợ nhất? Em tự hào về vợ em đó là vợ em giống như là hay khen em. Em thích đúng là em thích người ta khen và rất là thích vợ mình khen. Đi ra ngoài gặp bạn bè thì trong câu chuyện của vợ em với nhóm bạn ấy thì cũng hay khen em trong đó nữa. Dù ít dù nhiều thì mình đang tập trung bấm điện thoại hay là mình đang ăn uống, tự dưng nghe vợ mình nhắc đến tên mình, bấm dưng khen nhẹ mình cũng thích chứ. Em chọn đáp án là khen nhưng mà khen cũng tùy từng lúc nha. Mà là chê là cũng chê trước mặt luôn, mà chê trước mặt nhóm bạn luôn. Đó là ngộ với đó, mà chê nhiều khi mình cũng xấu hổ. Nhưng mà chê chứ không có chửi. Và cuối cùng em chốt đáp án là gì? Hay khen chồng. Hay khen chồng. Khen chồng. Còn anh? Ý không có khen tôi đâu nha, càm ràm không à. Nhưng mà trong cái sự càm ràm của Thúy á, tôi thấy được cái tình yêu. Tôi thấy được cái trách nhiệm của Thúy dành cho tôi. Vậy mà anh nở lòng nào anh lên sóng anh tố chi hoài. Rồi, chúng ta đã trải qua 3 câu hỏi cùng với hai người chồng. Bây giờ thì xin mời hai cô vợ quay trở lại sân khấu. Nãy giờ ở trong kia hai cô vợ có lo là chồng mình sẽ bêu riếu mình ngoài này không? Chắc cũng có nói gì nè. Thấy cái mặt cười hơi sượng. Nói chứ, phải nói nhiều chứ. Áp lực quá mà. Phải chút ra hết chứ. Rồi,
Chúng ta sẽ đi vào câu hỏi số 1. Hy vọng rằng hai cô vợ sẽ trùng khớp với hai anh chồng ha. Câu số 1. Khi nào chồng thấy bạn giống đại minh tinh? Có chưa? Dương có chưa? Cái dịp nào? Em hả? Ở nhà chắc không có rồi. Gợi ý là cái dịp này là rất lâu về trước nha. Rất lâu hả? Tất niên công ty em. Tại sao em lên cái vậy? Tại vì em có nghe chồng em nói là ngày hôm đó ảnh ấn tượng với em bởi cái tên của em. Cái tên của em và những cái bằng khen của công ty. Với lại trong cái nhóm mà đi tất niên công ty á, thì em là giám đốc kinh doanh, em dẫn mọi người đi lúc nào em cũng phải nổi hơn. Thì em nghĩ là lúc đó chồng em ấn tượng với em nhất. Vậy có chốt đáp án không? Em chốt cái đó, tiệc tất niên công ty em. Tiệc tất niên công ty. Rồi mời Thái soi đáp án. Sao em nghĩ là tiệc tất niên công ty nhỉ? Làm sao mà lại trùng khớp như thế được? Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình 5 điểm. À, tự nhiên trùng khớp cái sướng liền ha. Vậy đó chứ mà về không trùng cái là về là anh không hiểu em. Hoặc là không chỉ ra sau cánh gà thôi là nói là tại sao lại nói cái đó. Là luôn luôn là lỗi mình thôi. Đúng rồi, mà nhiều khi không phải lỗi mình phải tự nhận là lỗi mình. Đúng rồi. Xoa dịu cái bực tức của vợ xuống nữa. Rồi, hài lòng không? Thị Khanh, tới bạn. Là lúc đó anh có thấy em trực tiếp không hay là thấy em qua hình ảnh? Qua hình ảnh. Có lẽ là Khanh đi họp báo bộ phim Nữ Chủ. Mà bộ phim đó là do Khanh viết nhạc chủ đề phim của Nữ Chủ. Thì hôm đó thì Khanh có lên rồi mọi người chụp hình. Rồi Khanh có cầm cái bảng hashtag của Nữ Chủ. Thì Khanh nghĩ đó là cái ấn tượng đầu tiên về cái sự chỉnh chu của mình trước mặt chồng mình. Vậy em chốt đáp án là? Em chốt đáp án là ra mắt phim à. Ra mắt phim. Rồi, mời Quỳnh Anh soi đáp án. Đây đây ạ. Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình 5 điểm. Câu này dễ. Rồi, giờ mời hai cô vợ lắng nghe câu hỏi tiếp theo ha. Câu hỏi số 2. Hành động nào nếu chồng không ngại thì người ngại chắc chắn là bạn? Em biết chắc luôn. Cái gì? Đôi dép. Đôi dép gì? Đôi dép gì? Đôi dép chồng em mang á. Đẹp lắm hả? Không đẹp. Trời em nói không là không đẹp mà. Không, với em là sẽ đẹp á. Trời em nói là kiểu sao ta? Nó kỳ lắm và em đã nói rất là nhiều lần nghe là anh mà mang đôi dép này nữa là em sẽ là giục bỏ hoặc em hớt bỏ, mà em cảnh cáo rất là nhiều lần. Thậm chí là đi lên quay chương trình này nào là em để ý ấy, sáng em cảnh cáo liền, em nói anh mà mang đôi dép đó là em giục liền trên xe. Mà thích lắm, đam mê, mà em đi với người bạn nào em cũng nói là trời em bực mình cái đôi dép này cực kỳ á. Kiểu em có thù luôn á, nhưng mà em về mỗi lần em để ý là em sẽ kiếm để đem giục. Thì em cũng không biết để đâu nữa. Mà cứ đi với em là sẽ mang. Mà về tới nhà là ổng đem đi giấu. Đi giấu. Mà thích lắm, mà đam mê. Em kêu là mẹ ơi mẹ lấy đôi dép này cho cha đi bán thịt heo đi. Tại vì cha đi bán heo thịt heo. Cái mẹ nó hôi xà lách la đó. Dép của xà lách thích lắm. Thích đôi dép đó. Em nói chị là kiểu như là sao ta, đam mê luôn á. Dạ chốt là cái gì? Đôi dép. Đôi dép đúng không? Chắc chắn luôn á. Rồi Thái sao đáp án. Đôi dép mỗi lần không, tại vì cái này là đúng là chê. Tại vì dép đi mỗi ngày, ngày nào cũng nói, ngày nào cũng chê. Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình thêm 5 điểm. Thì cái đề tài đôi dép này chắc là nó diễn ra nhiều, cho nên là hai bạn đều nhớ tới nó. Gia đình này là phải bỏ đi đúng không? Bỏ, muốn bỏ đôi dép. Còn em này muốn anh Đạt phải mang vô, đó là mang cái khẩu trang. Anh Đạt ra đường không bao giờ mang khẩu trang. Mà anh biết nhiều khi hai vợ chồng đi chợ nè, rồi đi mua đồ lặt vặt gần nhà, lên sân khấu nhiều khi là lộng lẫy, mà ra đường mặc bộ đồ nhìn nó rất là quải. Cho nên em luôn phải bịt kín mít để đừng ai nhận ra em. Mà anh nghĩ đi, ổng đi chung với em mà ổng không đeo khẩu trang thì người ta nhìn ảnh là người ta biết rồi, làm sao là em. Anh hiểu không, làm sao mà em giấu em được. Mà em nói hoài, mà cứ cãi nhau hoài cái chuyện đeo khẩu trang. Cuối cùng đàn ông chúng tôi chỉ phục vụ mấy người thôi. Có đeo khẩu trang vô là tại vì sợ nhận ra tôi. Chứ gì nữa. Còn mang nó dép vô cũng để là để tôi thấy là tự hào. Cái sự thoải mái của mình nó không có giá trị gì hết em. Có bữa em còn nghe tao nói trời ơi Hướng Đạt đi chung với bà nào thấy gớm. Mà hỏi em phải làm cái dạo em bắt đầu nè, không dám lên tiếng luôn. Gọi điện mét em mới vui. Dạ ơi, thiệt sự luôn. Chú Đạt đi với nhỏ nào vậy? Ghê lắm. Rồi, mời Khanh. Dạ,
Thì ví dụ như là vợ chồng em đi ăn uống ở một nơi nào đó như nhà hàng hoặc là mình đi khách công sạn công cộng rồi đó. Dạ thì chồng em mặc cái quần cũng hơi ngắn ngắn nhưng mà mặc cái đó vô cái tự nhiên em thấy nó cũng không có được lịch sự cho lắm. Cái đó có gì mình mặc ở nhà chứ còn mình tới cái nơi mà ví đó dụ là những mà cái trang phục đáng ra mặc ở nhà thì lại đi ra ngoài. Ừ, mấy ông cứ thoải mái là mặc à. Thì em nhìn em cũng hơi ngại, em không thích thói quen đó cho lắm. Vậy em chốt đáp án là đáp án của em là chưa. Đáp án là cái quần. Chắc chưa? Rồi, mời Quỳnh Anh sao đáp án. Đây đây. Làm trò. Trò. Không hiểu nhau lắm rồi. Rồi giải thích cho hiểu, okay. Giải thích cho hiểu đi. Mình đi ra ngoài hay làm mấy cái trò khùng điên đấy mà em hay ngại đó. Anh đâu có làm trò gì khùng lắm đâu, cũng dễ thương mà. Ok, bây giờ là trong mắt những cái trò đấy là của vợ em là em dễ thương. Đó là dễ thương chứ đâu phải là ngại. Mấy đó làm nữa được không? Dạ được. Bỏ mấy cái quần xà lỏn đi thôi. Bỏ hai đôi dép với cái quần thôi. Về dục mấy. Dục đi. Dục đi, về dục em cái quần. Em cắt đó. Rất là tiếc với câu hỏi này thì các bạn không trùng khớp cho nên là không có điểm. Rồi, bây giờ mình sẽ qua luôn câu hỏi số 3 cho nó nóng ha. Mời Lâm Mỹ Dạ. Câu hỏi số 3 có câu: giàu vì bạn, sang vì vợ. Bạn đã làm điều gì khiến chồng nở mày nở mặt? Dạ, có câu trả lời chưa? Em thì hay khen chồng. Đàn ông chúng tôi có hay nở mặt nở mày được vợ khen không? Trời ơi, phái lắm á. Phái lắm á. Em mà livestream mà em hay khen là phái lắm á. Ví dụ khen gì vậy? Thì em khen chồng em như là mỗi lần like hay lấy thuốc cho em uống hay là lấy đồ ăn cho em ăn. Khen ảnh là chăm sóc mình đúng không? Dạ, chu đáo. Với hay lúc like hay like vào chồng em đang check tin nhắn các bạn chat cho shop đi rồi chồng em trả lời đó, đó giống như là khen để mọi người biết là mình đã có chồng trên like đó. Thì chồng em thích như vậy đó. Rồi em chốt đáp án là hay khen hay là nhắc tên chồng em thì em nghĩ cái đó. Hay khen chồng. Rồi mời Thái soi đáp án. Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình thêm 5 điểm. Dạ, ừ, lại hợp. Nhưng mà cũng có chê trên like nữa đúng không? Có. Kiểu mới like gần đây nói cái gì đó. Nói đang like mà nói nhiều khi tặng quà sai cũng bị chửi trên like. Ví dụ như em nói chị mình nói là phiên like đó chỉ được một người săn trúng quà, cài một lần 20 người trúng. Trời ơi, mà quà tặng là không đồng mà chị. Tiền ship, tiền hàng hơi quạo nhưng mà chỉ biết cái đồng tiền mình sót á. Đúng rồi, trời ơi, ổng lộn tới 19 phần lận. Ai bù vô khoảng đó bả bù chứ ai bù gì đâu. Lấy đồ dép ông tặng. Rồi, Khanh có đáp án chưa? Thì về tinh tế hả? Ừ. Tinh tế, chăm sóc, quan tâm. Mời Khanh chốt đáp án. Dạ, tinh tế hả? Mời đáp án. Hiểu chuyện là trùng khớp á. Tinh tế thật ra là hiểu chuyện mới tinh tế được. Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình 5 điểm. Kết thúc vòng 1 thì số điểm của hai gia đình như sau. Gia đình của Đỗ Thùy Khanh và Huỳnh Anh là 10 điểm. Và gia đình của Quang Thái, Jenny Dương tạm dẫn trước với số điểm là 15.